nhà đậm tờ là ghé ức đau một lòng quanh bằng ăn mà gớm nấu ăn ra hoa ấp nạt choát gớm hàn là hoài quanh nhà ghé nào lòng quanh rỉ mơ gịt bền trên này hàn tắt tắt tốt dập lần ăn bữa tình vỡ ôn là ghe xe lao phố nhọn hòm tâm nỗi hầm nằm buồn hít tay mau đầy kỳ gầm sợ ăn dê tình đô lẽ nào họ từng đông dê đùa ghe nấu xin ban của Đức Trời ở cùng hết thảy tôi tới Chúa và các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện, nhất là xã Đắk Rốt đã tạo điều kiện giúp đỡ các mặt, nhưng mà huyện chúng tôi cũng mời, nhưng hôm nay vì trời thời tiết xấu có công việc cho nên không đến được.
chúng tôi xin nhường lại những trần xin Chúa ban phước. Trước một buổi lễ, chúng ta cùng nhau mở thánh ca số 40, số 6, tiếng Bồ Đào. Ông bự làm dù mục sư Phan Văn Cử
công thủ quý ông kinh hội và thánh kinh là Việt Nam Việt Nam nam phụ điện căn tê tâm bạc lạnh bạc lạnh tạm bằng thơm mà tôi cần đủ còn bước sang phần đủ bước lãnh viên hâm tâm mọc Jesus Christ. Amen. Chúng ta nghe bản hát thiếu nhi tôn vinh Chúa. Tin lành Việt Nam miền Nam tường trình xây dựng. Kính thưa lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo chính quyền các cấp sở tại cùng toàn thể con dân Chúa trong hội thánh Đắk La, cảm tạ Chúa Ngài đã gìn giữ quan phòng hội thánh của Ngài suốt thời gian qua. Hội thánh Chúa tại chi hội bọn Đắk La được thành lập từ năm 1990 đến năm 2018, tròn 28 năm. Suốt một thời gian thăng trầm, nhưng bởi ân điển quyền năng của Ngài, hội thánh ngày càng phát triển từ một hộ có 6 người tin Chúa đến nay được 114 hộ, 644 người tin Chúa. Năm 2004, xã Đắk Nờ Rót tách hai xã và lập nhân khẩu một xã mới lại tên là xã Đắk Nờ Rót thì bọn Đắk Nờ La. Vị trí địa lý và quản lý hành chính được thuộc xã Đắk Nờ La, Đắk Nờ Rót, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông cho đến ngày hôm nay. Năm 1992, gia đình tin Chúa tăng lên 28 hộ, hơn 50 người tin Chúa. Năm 1993, hội thánh dựng nhà nguyện đơn sơ, chặt cây làm cột lợp tranh, chạy lỗ ô dài 8 mét, rộng 6 mét được nhà nguyện hiện nay. Năm 1992-2004, tin đồ tăng hơn 100 người, 280 người, 60 người
đã chịu bắt tem. Năm 2004, nhà Nguyên cụ lại mục nát, ngã và dưới phê con dân chúa tự nguyện dâng hiến kẻ công người của kẻ ít người nhiều, dài 12 mét, rộng 8 mét, lợp ngói xây bao, nền xi măng đến hiện nay. Năm 2004-2005 đến 2018, số tín đồ tăng số tín đồ tăng 114 hộ, có 644 nhân khẩu. Nhà nguyện xuống cấp trân trọng, không đảm bảo trong sự sinh hoạt và thờ phượng Chúa. Quan nhiệm và ban chấp sự cùng toàn thầy con dân Chúa tại chi hội Tin Lành Bon Đắk La được mong ước và cầu nguyện bởi Chúa cách tha thiết sớm có một nhà thờ kiên cố khang trang và an toàn để con dân Chúa nhóm lại và thờ phượng Chúa. Trong hoàn cảnh này, Ngài đã nhằm lời cầu nguyện của con dân Chúa tại hội thánh Bon Đắk La được 3.243 mét vùng đất và hoàn tất các thủ tục chuyên môn về xây dựng, được cho phép của Ban Trị sự Tổng Liên hội số 380 Tổng Liên hội xây dựng ngày 26 tháng 4 2018, được phép xây dựng số 22 xây dựng ngày 9 tháng 4 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cấp. Công trình bao gồm các hạng mục nhà thờ, nhà tự thất, nhà cơ đốc giáo dục, nhà xe, nhà vệ sinh. Nhà thờ diện tích rộng 496 mét, thửa đất số 01 từ bản đồ 01/2014. Địa chỉ Bon Đắk La, xã Đắk Nờ Rót, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Tổng kinh phí hơn 2 tỷ 800 đồng. Sở tài chính cần có để xây dựng khá lớn. Các tín hữu song chủ yếu bằng nghề làm nông nên sự dựng hiện có giới hạn. Trong khả năng nội lực của con dân Chúa đã lạc quyền dành dùng nhiều năm qua, với số tiền có được 900 triệu đồng, nhưng số tiền đó có được thì đã chi 400 triệu đồng mua đất hoàn giấy đầu đá làm đường, mua cát chi và các chi phí khác. Hội Thánh Chúa tại đây muốn hết lòng xin tạ ơn Chúa quý ân nhân, nhất là mục sư Phan Vĩnh Cự, tổng thủ quỹ Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam cùng toàn thể con dân Chúa khắp nơi, nhớ thêm lời cầu nguyện cho nhà Chúa tại nơi đây sớm hoàn tất nhà thờ của Chúa. Quý vị hiện được về Ngài, nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban nhiều ơn ban sức trên quý đại tế Chúa, quý hội thánh và quý ân nhân. Trân trọng kính cảm ơn. Nghe sơ lược về tu sửa của Hội Thánh Chi Hội Đắk La. Sau đây chúng ta nghe bản hát thanh niên tôn vinh Chúa. Bye.
sứ đực của Chúa qua mục sư Phan Văn Cử, tổng thư ký của tổng liên hội. Tôi xin mời mục sư Hồ Văn Lầu đọc kinh thánh trong sách AG đoạn 1 câu 1 đến câu 15. Xin mời ông mục sư. Xin Phổ Thánh cùng quý vị đại biểu chúng ta đồng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa. Đọc lời Chúa được chép ở trong sách AG đoạn 1 câu 1 đến câu thứ 8 và câu 14, 15. Quý vị mở lời Chúa để theo dõi. Tôi xin phép được đọc lời Chúa được chép ở trong Tiên tri AG đoạn 1 câu 1 đến câu thứ 8 và câu 14, 15. Bài giảng thứ nhất: khuyên xây lại đền thờ ở Jerusalem. Năm thứ hai đời vua Darius, ngày mùng 1 tháng 6, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri A-gê phán cho Sô-rô-ba-ben, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát, thầy tế lễ cả, mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: dân này nói rằng thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va. Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê rằng: nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao? Vậy bây giờ các Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm, và kẻ nào làm thuê đựng tiền công mình trong túi lủng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: các ngươi khá xem xét đường lối mình. Hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này, thì ta sẽ lấy làm vui lòng và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Câu 14, 15. Đoạn Đức Giê-hô-va dục lòng Sô-lô-ba-ben, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và dục lòng Giê-hô-sua, con trai Sa-đa-lắc, thầy tế lễ cả, và dục lòng cả dân sự sót lại, họ đều đến làm nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời mình. Ấy là ngày 24 tháng 6 về năm thứ hai đời vua Darius. Trân trọng kính mời đại biểu chúng ta đồng ngồi. Chúng ta đã nghe lời kinh thánh qua mục sư Hậu Tông Lầu, ủy viên trong ban đại diện. Một lần nữa tôi xin mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên, mời mục sư Phan Văn Cử, tổng thư ký tổng liên hội, ban sứ điệp của chúng ta trong buổi lễ sáng hôm nay. Xin kính mời hội thánh cùng quý vị đại biểu an toàn. Kính thưa quý vị mục sư truyền đạo của ban trị sự tổng liên hội, ban đại diện, kính thưa quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền từ tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk Rốc và xã đã đến để mà dự chương trình khai móng nhà thờ Đắk La sáng hôm nay. Tôi thay cho mục sư hội trưởng cũng như ban trị sự tổng liên hội kính gửi đến quý tổ tớ của Chúa, quý con cái của Chúa lời cầu chúc Chúa ban phước cho. Cũng chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện và xã đã nhận lời để cấp giấy phép cho hội thánh Chúa tại đây để xây dựng nhà thờ. Đây là nhu cầu cấp thiết của hội thánh Chúa ở tại địa phương này. Và hôm nay thì chúng ta rất vui mừng vì
có lễ khai móng. Trong lễ khai móng có sự hiện diện của đầy đủ các tôi tớ con cái của Chúa ở trong hội thánh tại Đắk La và quý tôi tớ của Chúa, một số đông ở trong tỉnh đại diện về để chung vui trong ngày lễ khai móng. Về phía lãnh đạo thì chúng ta thấy rằng sự nhiệt tình của các lãnh đạo tỉnh, các đạo huyện Đắk Min và xã Đắk Rốt đã có hiện diện như chúng ta đã nghe qua trong phần giới thiệu. Trong lễ khai móng có sự hiện diện của đầy đủ các tôi tớ con cái của Chúa ở trong hội thánh tại Đắk La và quý tôi tớ của Chúa, một số đông ở trong tỉnh đại diện về để lễ khai móng sáng hôm nay. Tôi khích lệ hội thánh với lời của Chúa ở trong tiên tri Ag mà chúng ta đã nghe đọc qua, Ag chương thứ nhất câu 1 đến câu 8, câu 14 và câu 15. Đề tài mà chúng ta sẽ suy nghĩ trong phần thánh kinh này để khích lệ lẫn nhau trong việc xây dựng nhà Chúa tại đây, đó là chung tay xây dựng nhà Chúa. Và câu gốc là câu thứ 8, tôi đọc lại câu thứ 8 ở trong và Ag nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy: hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy. Kính thưa Đức Chúa Trời mà hội thánh của Chúa tôn thờ tin cậy, đó là đấng tạo hóa quyền năng. Ngài đã xây dựng nên tất cả muôn loài vạn vật trong thiên nhiên, trong vũ trụ này, cả vật thấy được là thế giới hữu hình này, lẫn vật không thấy được là thế giới vô hình kia. Chúng ta thấy rằng chỉ nhìn vào những gì thấy được thì chúng ta biết được sự vĩ đại của đấng tạo hóa như thế nào. Kỳ diệu là Ngài đói thương đến con người của chúng ta. Đang khi con người phạm tội lầm lạc, xa cách Chúa, bị hư mất, thì Đức Chúa Trời tạo hóa đó đã ban Chúa cứu thế Giê-xu đến để cứu chuộc chúng ta, trở nên con dân của Chúa, để gây dựng đời thuộc linh của tất cả những người tín hữu tin thờ Chúa. Cho nên Chúa cho hội thánh được thành lập. Vào thánh thành lập từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái khoảng năm 34 sau Chúa. Và từ khi hội thánh được thành lập, số lượng tín hữu càng ngày càng gia tăng, và để có cái nhu cầu và chỗ để gây dựng đời thuộc linh cho tín hữu thì Chúa có truyền lệnh, như Ngài đã truyền lệnh cho dân Israel ở trong thời cựu ước, phải xây đền thờ để những người tin kính Chúa, thờ phượng Chúa, hiệp nhau lại thờ phượng Đức Chúa Trời, các tôi tớ của Chúa thi hành các thánh lễ để gây dựng và giúp đỡ cho đời thuộc linh con cái Chúa. Trên hết là có chỗ có nơi để cho những đầy tớ của Chúa rao giảng lời Chúa để gây dựng đời sống thuộc linh cho con cái Chúa. Vì vậy cho nên từ mệnh lệnh của Chúa, hội thánh khắp nơi khi đã hình thành được hội thánh thì chúng ta cũng xây dựng cơ sở vật chất để có thể có nơi cho hội thánh nhóm lại thờ phượng Chúa. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, không phải là sự tổ chức của một quốc gia hội thánh tại một địa phương nào, mà đó là đường lối của Chúa đã được dạy dỗ từ trong thánh kinh. Nếu chúng ta xem lại ở trong phục truyền lược lệ ký chương 12 câu 11 thì Chúa nói rằng Ngài chọn một chỗ và truyền cho dân sự làm đền thờ, để cho tại đó Chúa đặt danh của Chúa, tại đó Chúa hiện diện giữa vòng dân sự của Chúa và tiếp nhận sự thờ phượng của dân sự, đồng thời ban phước cho cả dân sự. Chúng ta thấy hội thánh Chúa ngày nay, nơi nào có tín hữu tin Chúa, nơi nào có hội thánh được thành lập thì tại đó chúng ta tạo mãi và xây dựng cơ sở vật chất để thờ phượng Chúa. Trong có những ưu ái giúp cho các nhà thờ có được phép tắc để có thể xây dựng nhà thờ. Có những nơi cũng còn chưa hiểu được, có khó khăn, nhưng mà riêng tỉnh Đắk Nông cảm ơn Chúa cho chính quyền hiểu được hội thánh, cho nên tạo những điều kiện đó. Và đó là cái lý do chúng ta họp nhau lại tại đây ở cái khu đất của hội thánh Đắk Sô La này để chuẩn bị xây nhà thờ. Và chúng ta thấy đây là một điều tốt đẹp.
xây dựng nhà thờ để hội thánh nhóm lại. Chúng ta nhớ hội thánh là khác, mà cái nhà thờ là khác. Nhà thờ là cơ sở bằng vật chất, xây dựng nên bằng bê tông cốt thép để có nơi cho hội thánh nhóm lại. Nhưng hội thánh là những người tin kính Chúa, hiệp nhau thờ phượng Chúa, là những linh hồn được cứu trong danh Chúa Giêsu thì gọi là hội thánh. Và hội thánh phải là hội thánh thật sự, mỗi đời sống thuộc linh con cái của Chúa. Thuê làm tiên tri thầm thời gian dân Israel bị lưu đày và hậu lưu đày. Ông thuộc vào tiên tri hậu lưu đày. Dân Israel bị đế quốc Babylon triệt phá quốc gia Juda, bắt đi làm phu tù ở tại Babylon. Babylon nó nằm trên vị trí đất của Iraq hiện nay. Bây giờ nó Iraq hồi xưa nó là đế quốc Babylon, là đế quốc đứng đầu số 1 trong các đế quốc của thế giới loài người. Israel bị bắt làm phu tù từ năm 586 và họ phu tù ở đó là 70 năm. Đến khoảng 516 thì toàn bộ Israel mới đi về hết ở tại Jerusalem để khôi phục lại đền thờ. Nhưng mà từ 530 với các vị hoàng đế trước đó thì đã có cái ý định muốn cho dân Israel trở về, và sau đó dân Israel được quay trở về cố quốc của mình, không còn phu tù ở Babylon. Vì 70 năm phu tù cho nên nhà cửa của dân sự tan nát hết. Các dân xung quanh, dân Ả Rập xung quanh họ chiếm, họ đóng và họ phá tan hoang. Cho nên khi khôi phục trở về với cái quốc gia, với cái cố quốc của mình thì dân Israel họ phải loay hoay xây dựng nhà, loay hoay xây dựng nhà cửa riêng tư, tạo mãi vườn tược và cơ đồ sự nghiệp. Họ bỏ bê nhà của Đức Chúa Trời, không xây dựng đền thờ. Đền thờ cho nên bị đốt phá bởi quân Babylon, tan nát. Nhưng mà đó là nơi Chúa đặt để danh Chúa tại đó, và Chúa bảo họ phải tu bổ lại đền thờ. Tuy nhiên mỗi người đều làm theo ý riêng của mình mà xây nhà riêng. Đến nỗi có người xây nhà tròn ván, mà cái thời đó là làm nhà tròn ván là nhà sang trọng. Vì vậy cho nên Chúa nói tại sao các ngươi ở trong nhà có tròn ván, nhà sang trọng mà nhà ta thì hoang vu. Cho nên Chúa kêu gọi dân sự đến Chúa. Đây là cái lý do thứ nhất. Chúa nói tại sao con dân của Chúa phải chung tay xây dựng nhà Chúa. Vì có nhiều khi nhà riêng chúng ta rất sang trọng, nhưng mà nhà của Chúa thì hoang vu. Chúa không muốn để cho danh của Chúa ngự trong một căn nhà hoang vu, một căn nhà đổ nát, một căn nhà tền toàn không ra gì. Vì như vậy thì danh Chúa không xứng để ngự ở tại đó. Vì vậy cho nên tất cả dân sự được kêu gọi để có thể chung tay xây dựng đền thờ Salem, sửa lại cho sang trọng để dâng sự vinh quang tốt đẹp cho Chúa. Ngày hôm qua là ngày Chủ nhật, tôi đi giảng cho một hội thánh ở tại huyện Ma Đờ Rắc, xã Chư Săn, huyện Ma Đờ Rắc của tỉnh Đắk Lắk. Tại đó có 3-4 cái điểm nhóm rất là đông, một điểm nhóm 800, có điểm nhóm 600, thì điểm nhóm cả ngàn người ở đó là người Hồng Mông. Chúng tôi đi vô đó để nhóm thì chúng tôi ngạc nhiên hết sức khi vô nhà thờ của người Hồng Mông ở tại xã Chư Săn thuộc về thôn 8. Họ làm một ngôi nhà thờ chúng tôi thấy rất là hoành tráng tốt đẹp. Tất cả đều là gỗ hết, ốp gỗ, thuê thợ từ Hà Nội vào làm và rất là sắc sảo. Cửa nẻo, tất cả từng đường nét tôi coi rất kỹ, người Kinh chưa chắc làm nổi nữa. Bởi vì anh em họ rất là tôn trọng. Và cái đặc điểm của người Hồng Mông mà chúng ta nên học theo, đó là khi họ đến định cư chỗ nào hay là lập cái cơ sở để sống ở chỗ nào, thì cái nhà đầu tiên họ làm đó chính là cái nhà để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là điểm của tín hữu. Cái phòng bên cạnh để cử một chấp sự trưởng ở đó quản lý cái đó và coi quét dọn cái phòng nhóm của họ để cho họ nhóm là thờ phượng Chúa. Lần hồi nhà nước cũng đã công nhận, dù chưa được lên chi hội nhưng tỉnh Đắk Lắk cũng ưu ái thuận trên một số nguyên tắc nào đó để cho họ làm những cái nhà nguyện tuyệt đẹp tới họ có thể nhóm 800 người ở trong cái nhà. Cái lý do thứ nhất là Chúa muốn cho chúng ta làm cho nhà của Chúa được tốt đẹp, sang trọng, và chúng ta dâng sự vinh quang cho Chúa. Ngài không muốn thấy căn nhà của chúng ta thì sang trọng mà nhà của Chúa thì hoang vu.
cái chỗ để dân chúng ngự trị tiếp nhận sự thờ phượng ban phước cầu thánh thì lại tên toàn, còn nhà của chúng ta thì sang trọng thì đó là điều nó không hợp lý, không đẹp. Cho nên vì cơ đó, ý thức chung của tất cả tôi tớ con cái Chúa tín hữu tin lành là phải dành sự tốt đẹp nhất cho danh của Chúa, cho nhà của Chúa. Vì vậy cho nên tôi tin chắc rằng Hội Thánh Chúa tín hữu tại Đắk La này đã có ý thức dâng cho Chúa những điều mình đã làm để tạo mãi đất, rồi chuẩn bị để xây dựng. Tôi tin Hội Thánh sẽ dâng cho Chúa cái điều quý nhất để có thể tôn vinh những danh Chúa và tô điểm cho vẻ đẹp của danh của Chúa qua cái đền thờ mình xây dựng cho Chúa. Và Chúa có nói rằng khi mình làm như vậy thì Chúa đẹp lòng và danh Chúa được cả sáng. Chúa đẹp lòng và danh Chúa được cả sáng. Khi chúng ta làm một điều tốt đẹp thì không phải ở trong hội thánh được khích lệ, mà những đại biểu chính quyền hoặc là tất cả những người nào liên hệ với chúng ta, họ cũng thấy được cái sự sang trọng, sự vinh hiển của nhà Chúa, họ cũng khen ngợi với chúng ta. Nếu nhà để chúng ta thờ phượng Chúa tên toàn quá, họ đến đã nói đền thờ mà như vậy sao, thì chúng ta cũng rất là buồn, Hội Thánh Chúa buồn và tôi tớ của Chúa cũng buồn, rồi chính Đức Chúa Trời cũng buồn. Vì vậy cho nên tôi tin chắc rằng cái lý do mà mỗi chúng ta chung tay xây dựng nhà Chúa là chúng ta muốn dâng cho Chúa cái điều sang trọng, tốt đẹp, vinh hiển cho danh Chúa, để Chúa đẹp lòng mà làm những cái điều tốt lành, ban phước cho chúng ta. Cái cách để chúng ta chung tay xây dựng nhà Chúa ở tại đây, trong phần thánh kinh này thì Chúa chỉ chúng ta hai cái cách để tất cả các tín hữu chung tay xây dựng nhà Chúa. Thứ nhất là chúng ta phải cùng đến mà làm việc. Tôi đọc câu thứ 15 ở tại đây, câu 14, đoạn Đức Giê-hô-va dục lòng Sô-rô-ba-bên con trai Sa-la-ti-ên quan trấn thủ Giu-đa, và dục lòng Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả, và dục lòng cả dân sự sót lại, họ đều đến làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân. Ở đây Chúa thúc giục, dục lòng tức là thôi thúc dục giả trong lòng. Thứ nhất là quan trấn thủ, thứ hai thầy tế lễ, thứ ba là dân sự. Và chúng ta chú ý là cả dân sự nè, họ đều đến làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời mình, dục lòng cả dân sự. Như vậy quan trấn thủ là lãnh đạo của đất nước, ở bên ngoài lãnh đạo xã hội, thầy tế lễ những người lãnh đạo cuộc thờ phượng ở trong hội thánh, dân sự là tín hữu. Cả ba thành phần này được thôi thúc dục giả hiệp chung nhau. Cảm ơn Chúa, chúng tôi nghe đọc giấy phép, tôi rất vui vì chính quyền của tỉnh Đắk Nông đã cho hội thánh có được giấy phép, tạo những điều kiện thuận lợi, công nhận chi hội và cho giấy phép. Có những điều đặc biệt Chúa cảm động những người chúng ta không quen biết, không phải thuộc quốc gia này, mà người ta có thể nói rằng tôi cảm động dân chỗ đó 1 tỷ, cảm động dân chủ kia 500-700 triệu. Và cứ nhiều người làm như vậy thành ra cái nhà thờ. Mà khi chúng ta khởi công không bao giờ chúng ta biết tiền ở đâu để làm cho ra. Nhưng mà Chúa nói bạc của ta, vàng của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên hội thánh không phải hiệp chung đến để làm ở tại đây, mà hiệp chung cầu nguyện, hiệp chung để hỗ trợ lẫn nhau. Trong xây dựng rất dễ có những cái sự tranh chấp ý kiến. Người thì muốn cách này, người thì muốn cách kia, người thì muốn sửa chỗ này, người muốn sửa chỗ nọ. Vì vậy cho nó gây thêm những cái cuộc tranh chấp và làm chia rẽ. Vì vậy cho nó có nhiều nhà thờ xây xong mà không vui vì nó có sự chia rẽ. Nhưng mà ở đây Chúa dạy chúng ta cách thứ nhất để chung tay, bởi vì đề tài quý vị đưa ra chung tay xây dựng nhà Chúa. Như vậy thì chúng ta hiệp lại về tinh thần, hiệp lại về sức lực, hiệp lại về của cải, hiệp lại trong cái đức tin, thì chúng ta mới làm nên được công việc nhà của Đức Chúa Trời. Và khi đền thờ xây xong, mọi người vui vẻ sung sướng bước vào đền thờ để chúng ta cống hiến đền thờ cho Chúa. Nếu chúng ta hiệp lại để cống hiến đền thờ và trong đó có nhiều ý kiến, có nhiều những bất hòa, những rạn nứt, thì Chúa không
về cái đền thờ đó đâu. Cho nên Chúa cho hội thánh Chúa tại đây, thứ nhất chung để mà thể hiện cái sự chung tay, đó là chúng ta phải hiệp lòng, hiệp ý, hiệp đức tin để cùng lo công việc của Chúa. Thứ hai, mỗi người chúng ta nên dâng cho Chúa cái điều mình có. Có người nói rằng tôi không có tiền, thì chúng ta có lời cầu nguyện, chúng ta có lời nói để động viên khuyến khích, chúng ta có những cái sức lực nào thì chúng ta làm điều đó. Có người nói rằng tôi yếu quá không làm được, nhưng người lại có của cải dâng vào, mỗi người một ít. Có người nói rằng tôi cái ít tiền quá, dâng vô này 2.8 tỷ, từ dâng đâu có 200-300 ngàn thì làm gì. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng ít nhiều chúng ta hiệp lại thì cũng thành ra nhiều để làm việc được. Người Việt Nam mình có câu kiến tha lâu cũng đầy lỗ, kiến tha lâu cũng đầy lỗ. À, nhiều tay thì vỗ nên kêu. Cho nên chúng ta hiệp chung, kẻ ít người nhiều, đẹp lòng Đức Chúa. Khi Chúa Giêsu giảng dạy nơi đó ít nhất là trên 3 năm mà không hề có một nguồn tài chánh nào cả. Ngài dẫn một đoàn 12 sứ đồ, 12 môn đệ của Ngài, với chính Ngài nữa là 13 người giảng trên 3 năm. Có lần đóng thuế cho Caesar không có tiền, Chúa phải sai Phi-e-rơ đi ra ngoài biển câu con cá, rồi móc trong họng nó có một đồng bạc đem đóng thuế. Đó là phép lạ, chứ bình thường không có con cá nào ngậm tiền trong miệng cả, mà đó là phép lạ. Nhưng mà Chúa làm như vậy. Tuy nhiên trên 3 năm 13 người đi nơi này chỗ kia ăn uống, tiền ở đâu để mà chi phí nhau đó, lấy gì ra mà ăn mà chi phí, đâu phải là đi không uống nước lạnh là được, phải có ăn uống, có chi phí, vậy thì tiền ở đâu? Chúng ta xem Luca chương 8 câu 3 thì biết rằng có những mệnh phụ là vợ có vị quan ở trong triều của Herod, dầu Herod không có cảm tình với Chúa Giêsu, nhưng là vợ có các ông quan trong triều của Herod lại âm thầm dâng tiền của cho các môn đệ của Chúa, cho Chúa Giêsu và các chung tay xây dựng nhà của Chúa. Phước hạnh khi chúng ta chung tay xây dựng nhà Chúa. Ở trong chương 2 cũng AG câu thứ chương 2 câu thứ 19 thì lời của Chúa chép như thế này: các ngươi còn có hột giống nơi hầm vừa không? Dầu cho đến cây nho, cây vả, cây lựu, cây olive cũng không có cây nào ra trái. Nhưng từ ngày này ta sẽ ban phước cho các ngươi. Từ ngày này là từ ngày nào? Từ ngày hiệp chung nhau, từ ngày họ góp sức để sửa sang công việc nhà của Chúa. Lắng lặng ra đi điều nào chúng ta hay. Cho nên đó là cái điều chúng ta kinh nghiệm rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Có những người hôm nay là tỷ phú, ngày mai qua một tai biến thì trở nên trắng tay. Thế gian biến đổi vô thường, chúng ta chỉ biết Đức Chúa Trời là đấng đời đời, và những người trung tín yêu mến Chúa, Chúa ban phước cho 3-4 đời là đời sống trên trần gian, ngàn đời và mãi mãi đời đời là ở trong nước của Chúa. Quý vị lãnh đạo từ chính quyền tỉnh cho đến huyện cho đến xã đã giúp những điều kiện cho thánh được thế này, chúng tôi cầu phước ban, Chúa ban phước cho quý vị sức khỏe dồi dào, lãnh đạo được tốt lành, và con cái Chúa khỏi lòng vui vẻ sống phước hạnh trong ơn Chúa, và chúng ta sẽ sống đi những ngày của thiên đàng trên đất. Amen. Chúng ta vừa nghe sứ điệp của Chúa đầy phước hạnh cho chúng ta, nhất là con cái Chúa tại hội thánh Đắk La. Trước khi chúng ta có tinh thần xây dựng nhà thờ của Chúa, sau đây chúng ta đứng cầu nguyện thầm trong lòng, và tôi xin mời một ông mục sư điều phi cầu nguyện đáp ứng lời Chúa. Sẽ cầu nguyện bằng tiếng Mân Âu. Hên tâm bản nê lạc quê mà bè xương hà đếch bệnh tu tụt tay tạc là chốt. Hên mát ô quanh bạc ơi, nào mai mang quét mai tất tại Pritek Việt Nam A Hòa Lao Tù Hèn Nam Chi. Hình mắt con nghiên mô con ông tất mà Pritek Việt Nam Tâm Âu Ất tất đông tâm Pri
chuột giang trái kết chắc nông hình nằm phù mét tầm rau chích nằm chi mưa tắc là chọc ơi hình sau tầm nào rít chiên phùng bon lan phù nông hình cụ ri tầm nào bư bạc là giang yên tình bạc nếp tóc tầm gạt ơn dê mà bạc nếp tầm ở nay là quen mặc quen bạc bước kế nào mê màn quen mày họ tắt chê mày tầm ạc la hên từ chiên con để tắt tầm áp bạc lai bon tầm áp bon lan mày ôm bước bạc tu hên từ kế nào đi hiệt cư nào đi ước dước mạc mạc bạc tu nam rạc trốt lẹn bom bạc là trốt tầm tương nè cao tay ri tẹp vất Quang Brah Yisprit tất tân hên tố à, tâm ạc la hên, anh hên từ chiên con mẹ, ô Quang Brah, hên tút mạc ngăn, dồn nào tâm ạc la hên mai, ô mực rèn tù. Tụ ơi, hên mạc răng rèl, tăng y prah mai tạc la, kết nào bún, nà bù gần lộ. Quang Brah Yisprit ơi, hên tăng chi, nà bù nào o mòn mai ngang ti, tâm cố trong nào Quang Brah trong suốt a ghê. Ngộ ngoài, tròn pham, tròn chít quan, chít mà pram. Ôm bự tắc là chốt ơi, hên sơ. Mày đã hên, nằm bù, lé ngôi, rèl ngrúp, nằm bù nước nhiên. Nghi prah mày, ô quảnh. Mày tâm nào ngơi à, mà lé ngôi phung trò mày. Chỉ ngắc ăn lé ngôi phung trò mày. Thì khơi ngar tâm nào phát can, mà quảnh ra. Lão em bự prandu còn treo, lé nào còn chân, tâm bằng tin bự prandu. Mới xa mày mà lại nuôi năm mà còn thầy Yes Christ. Amen. Chúa, thật là nhiều. Sau đây, tôi xin mời Mục sư Israel, ủy viên tổng liên hội, nghi thức lễ khởi công và cầu nguyện. Xin mời ông Mục sư. Yeah.
Sau đây tôi xin mời mục sư Yiren, ủy viên tổng liên hội, nghi thức lễ khởi công và cầu nguyện. Xin mời ông mục sư. Kính thưa quý tôi thấy Chúa và con cái Chúa, kính thưa quý quan khách, cảm tạ ơn Chúa được sự thuận ý của ban sự tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, cũng như sự cho phép của các cấp chính quyền đã tạo điều kiện ưu ái được tổ chức lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ ở chi hội Tin Lành Đắk La và được diễn ra trong buổi sáng hôm nay, thật là niềm vui mừng và phước hạnh tạ ơn Ngài. Và sau đây tôi xin đọc các văn bản liên quan về việc xây dựng nhà thờ. Về văn bản về phiêu giáo hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam tổng liên hội số 380/2018/TLHCG về việc xây dựng nhà thờ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/4/2018, kính gửi quản nhiệm và ban chấp sự chi hội Tin Lành Bon Đắk La tỉnh Đắk Nông. Thưa quý vị, chúng tôi đã nhận được quý văn thư đề ngày 17/4/2018 xin xây dựng nhà thờ Tin Lành Bon Đắk La tại xã Đắk Rót, huyện Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông. Thường trực tổng liên hội kính phúc đáp một nhỏ, căn cứ nhu cầu của các tín hữu, chúng tôi chấp thuận việc xây dựng nhà thờ Tin Lành Bon Đắk La tại địa chỉ ghi trên. Hai nhỏ, về mặt pháp lý, quý vị cần hoàn tất các thủ tục chuyên môn về việc xây dựng. Ba nhỏ, xin quản nhiệm vui lòng liên hệ với Ủy ban kiến thiết của tổng liên hội để được tư vấn về mặt chuyên môn, và khi tiến hành thi công xin tiết kiệm để không mang nợ lúc hoàn công. Trân trọng kính chào, thay mặt thường trực tổng liên hội, hội trưởng đã ký mục sư Thái Phúc Triều. Về văn bản về chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Sở Xây dựng Đắk Nông ngày 9/4/2018, giấy phép xây dựng số 22/GPXG1 cấp cho chi hội Tin Lành Bon Đắk La, địa chỉ xã Đắk Rót, huyện Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông. Hai nhóm được phép xây dựng công trình nhà thờ Tin Lành Bon Đắk La theo thiết kế hồ sơ xin cấp phép xây dựng đã được thẩm định phê duyệt kèm theo do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn xây dựng HP Cô Trân Sơn Lộc, đơn vị thẩm định Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, vị trí xây dựng trên thửa đất số 01 bản đồ 01/2014, địa chỉ Bon Đắk La, xã Đắk Róc, huyện Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông. Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng, chỉ dưới đường đỏ, chỉ dưới xây dựng, cốt nền xây dựng, màu sắc công trình được xác định theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan cấp giấy phép xác nhận, gồm các hạng mục công trình 2.1 nhà thờ, các công trình cấp 3, diện tích xây dựng 496m², tổng diện tích sàn 496m², chiều cao công trình 12,03m, số tầng 1 tầng 2.2, nhà cơ đốc giáo dục, các công trình cấp 3, diện tích xây dựng 110m², tổng diện tích 110m², chiều cao công trình 5,9m, số tầng 1 tầng 2.3, nhà tư thất, cấp công trình cấp 3, diện tích xây dựng 100m², tổng diện tích sàn 100m², chiều cao công trình 7,1m, số tầng 1 tầng 2.4, nhà xe, cấp công trình cấp 4, diện tích xây dựng 77m², tổng diện tích sàn 77m² và chiều cao công trình 5,1m, số tầng 1 tầng 2.5, nhà vệ sinh, cấp công trình cấp 4, diện tích xây dựng 41m², tổng diện tích sàn 41m², chiều cao công trình 4,0m, số tầng 1 tầng 2.6, hạ tầng kỹ thuật, cổng trường rào, cấp thoát nước, sân đường nội bộ, hệ thống PCC theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 3. Giấy tờ về đất đai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với số đất CA935760 ngày 13/4/2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chứng nhận diện tích 3.243,1m². Mục đích sử dụng đất xây dựng cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo. 4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 10
2 tháng kể từ ngày cấp, quá thời hạn trên phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Giám đốc Sở Xây dựng đã ký đạt gia dụng. Thi thiên số 84 từ câu 1 đến câu 4. Hỡi Đức Chí Hoa Vạn Quân, nơi cứ trú ngài đáng thương thay, linh hồn tôi mong ước đến đổi hao mòn và hành lang của Đức Chí Hoa. Lòng vật thiệt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Hỡi Đức Chí Hoa Vạn Quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng để con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Và sau đây trân trọng kính mời để mục sư chủ lễ và quan niệm vào Thánh Chúa tại đây. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã tỏ lòng nhân từ thương xót của Ngài đối với con dân của Chúa tại hội thánh Đắc La này. Trải qua nhiều năm tháng, quý con cái của Chúa nhóm lại thờ phượng Chúa trong một phòng nhóm chật hẹp và thiếu tự nghi. Chúa đã đáp ứng lời cầu nguyện của quý con cái của Chúa để hội thánh hiệp chung tạo mãi được đất, chính quyền cấp quyền sử dụng và cấp giấy phép để xây dựng. Và sáng hôm nay chúng con hiệp chung cung kính đến trước mặt Chúa để thờ phượng và động viên nhau chung tay xây dựng nhà Chúa Trời của chúng con. Đức Chúa Trời giàu có, nhưng Ngài muốn cho chúng con mỗi người dự phần với công việc nhà của Chúa để chúng con hưởng được phước lành của Ngài những ngày sống trên đất, và chúng con cũng có cơ nghiệp đời đời ở trên nước. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cung kính hiệp chung dâng đầy tớ của Chúa quản nhiệm ban trị sự chấp sự, đặc biệt dâng ban xây dựng trong tay Chúa. Xin Chúa tể trị ban phước và Ngài ở cùng hết thảy chúng con. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin hội thánh và quý con cái chúng ta đồng ngồi và xin ban xây dựng trở lại về. Xin bày diện cầu nguyện tất lễ, xin mời ông mục sư cầu nguyện. Thánh đồng đứng, tôi xin thành lời. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài là đứng cao cả, là đứng vĩ đại, là đứng yêu thương chăm sóc chúng con mỗi ngày. Tạ ơn Chúa, Ngài đưa anh em chúng con về đây dự lễ đặt viên đá tại chi hội Tin Lành Đắc La, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Thật là phước hạnh. Chúng con được nghe lời của Chúa, có lời của Chúa từ tôi tớ của Ngài, mục sư Phạm Văn Cử, tổng thủ quỹ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chúng con thật là phước hạnh, thật là ý nghĩa, quan trọng để khích lệ, hâm nóng đời sống của chúng con hợp với Chúa và yêu mến Ngài. Tạ ơn Chúa, xin Ngài dạy đặc biệt trên Hội Thánh Đắc La của chúng con, để họ chung sức, chung lòng, hiệp một, hiệp ý với nhau xây dựng đền thờ của Chúa, để sớm, để cống hiến đền thờ cho Ngài. Tạ ơn Chúa, giờ đây trước khi chúng con ra về phần tất lễ, cầu xin Chúa ban phước trên tôi tớ của Ngài, chủ lễ. Xin Ngài ban ơn, thêm ơn trên chức vụ ông bà mục sư của chúng con, thường trực của Tổng Liên Hội của chúng con. Xin Ngài ban ơn, thêm ơn trên tôi tớ của Ngài, mục sư truyền đạo chấp sự của tỉnh Đắk Nông của chúng con, những người dự lễ đặt viên đá này trên đường quốc lộ sự bình an của Ngài, sự che chở của Ngài, sự đồng hành của Ngài. Amen. Trong phần tập lễ, chúng ta cầu nguyện chung hát Hallelujah, rồi cuối cùng mời mục sư Phạm Văn Cử cầu nguyện chúc phước. Chúng ta thật sự cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, dân Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn của ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha tội cho chồng chúng con, xin lỗi con với điều ấy. Xin cho chúng con hạ cả vì nước quyền vinh hiển thuộc về Ta và đời vô cùng. Amen.
toàn năng ba ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ và quyền năng hành động cứu giúp Đức Thánh Linh ở với mỗi một chúng con, đặc biệt ngài ở với Hội Thánh Chúa tại Đắk La, được đầy ơn của Chúa để chung sức chung lòng xây dựng nhà Chúa cho đến khi hoàn thành, để chúng con cùng hiệp nhau thờ phượng Chúa từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen. Xin cảm ơn.